Chỉ 3 ngày sau các vụ đánh bom khủng bố tại Boston, một vụ nổ gây thương vong lớn lại làm chấn động dư luận Mỹ. Vụ nổ xảy ra tại nhà máy West Fertilizer vào sáng nay theo giờ Việt Nam. Cảnh sát địa phương cho biết, từ 5 đến 15 người đã được xác nhận là thiệt mạng và hơn 170 người bị thương. Các sĩ quan cứu hỏa cho biết chất amoniac có thể là tác nhân gây ra vụ nổ này. Nhưng vì sao khoảng 20 tấn chất amoniac phát nổ vẫn chưa được xác định? Theo giới chuyên gia, cường độ vụ nổ tương đương với một trận động đất mạnh 2,1 độ Richter. Khoảng 100 ngôi nhà trong thị trấn đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng, trong đó có một khu điều dưỡng. Cháy lớn cũng xảy ra ở trường học West Middle. Lúc đó chúng tôi đang ở trong nhà thì thấy mặt đất rung lên. Nhà tôi cách vụ nổ khoảng 6 km. Cảm thấy sợ hãi, tôi chạy ra ngoài và thấy một cột khói đen bốc cao. Tôi liền gọi mọi người sơ tán đến khu điều dưỡng. Đến nơi chúng tôi thấy một cảnh tượng hỗn loạn vì chưa ai biết phản ứng trước vụ nổ ra sao. Một phần của khu điều dưỡng cũng bị phá hủy, những mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Thật là khủng khiếp. Ngay sau vụ nổ, các nhân viên cứu hỏa, xe cứu thương và 6 máy bay trực thăng đã được điều đến hiện trường để xử lý tình hình. Vào thời điểm hiện nay, chúng tôi đang cố gắng sơ tán người dân khỏi các ngôi nhà, cố gắng vận động người dân rời xa khu vực. Chúng tôi phải hết sức thận trọng vì vụ nổ còn có nguy cơ ảnh hưởng đến đường điện, đường ga. Hiện cảnh sát vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy và tìm kiếm những người mắc kẹt. Mối lo lớn nhất là khí độc phát sinh từ vụ cháy có thể phát tán, ảnh hưởng tới chất lượng không khí. Hiện một nửa số dân cư của thị trấn West đã được lệnh sơ tán, nhưng các quan chức có thể sơ tán nốt số người còn lại trong số 2.700 cư dân của thị trấn nếu chiều gió thay đổi.